cầu xin Chúa thánh thần người ban cho trí hồn con ơn hiến khôn ngoan tìm theo chân lý xa điều gian dối luôn chúng thành nguyện xin Chúa vui ban nói nghe lời con hiến dâng tình thương mến mắt u con ngày đêm ngày canh xét hồn trời lặng tới thiên Đức Chúa Trời, Ngài thánh thiên thần truyền sinh cho Đức Thánh Đức Bà Maria. Và giờ thay Đức Bà chỉ thay bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc với Chúa Trời cùng bà mà con phúc đáng con người nữ và Giêsu coi đồng bà cùng phúc là. Thay Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Này soi là tôi sai đến Chúa Trời. Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. Kính mừng Maria, mẹ phô bê Chúa Trời cùng bà, và con phúc lớn hơn mẹ nữ và Giêsu cho con là bà cầu phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Cho quay nói với ai đã sinh thay đời người. Bà ở cùng chúng con. Kính mừng Maria, mẹ con đến Chúa Trời cùng bà. Bà con phúc lớn hơn mọi người nữ và Giêsu con là bà cầu phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ngài và thân nhân đến Chúa Trời xin cầu cho chúng con. Hằng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ ai là lời Thánh Thiên Thần truyền mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm người thì xin vì công ơn Chúa chịu nang chịu chết trên cây thánh giá cho chúng con ngày sau khi sống đã nên được đến nơi vinh hiển cũng vì công nghiệp Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha thánh sanh, nơi Cha chỉ đến đi Cha thể hiện trên đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sai trước cám dỗ nhưng thương chúng con trong khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, để ông phúc đến trên trời ở cùng bà mà con phúc lành hơn mọi người nữ. Và Giêsu coi lòng bà cầu phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi xin kính lạy Chúa Trời là Cha, Phát Tăng vô cùng những nơi trời đất. Tôi xin kính lạy Chúa Giêsu Kitô là con bỏ thế Chúa Cha, cùng đại Chúa chúng con. Bởi sao đây Chúa thành thần mà lời xuống thai, xin mấy bà Maria đồng chuyên vì ông nên đợi quan phong theo Phi La Tô vì ông đang đến trên cây thánh giá chết gần tám xa sau một tổ tông ngày thứ ba mở trong cây chết mà sống lại nên trời ngự bay hữu đi xưa cha phát sắc vô cùng ngày sau mới trời ai tu phát xe cây sông và cây chiến tôi thì trên đây chưa thân thần. Tôi xin con hội thánh thần có ở thân thế này, cả thánh thông không, tôi xin thế ba tuổi, tôi xin sáng mọi người ngày sau sống lại, tôi xin hạt trong bệnh la mê. Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác
nơi này. Chiều đôi núi khăn về, năm nào ngày chết chân, thập tự ngày đã yên dân, màu đào để cứu chúng con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi thôi tái sinh đời con. Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con với trái tim tự nhiên, con tin theo nơi Ngài. Ngài cha hằng ngủ, con xin cho hai cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con ra chiêu dấu cha là Chúa Giêsu Christ. Chúa chúc con để đền vì tôi lôi chúng con mà toàn thế giới. Vì cuộc con này đang thương của Chúa Giêsu Christ. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì có khó nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì có khó nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì có khó nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Là cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con ra chiêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Để đền vì tôi lôi chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu
linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của con là đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của con là đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của con là đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của con là đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của con là đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của con là đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của con là đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của con là đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của con là đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của con là đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của con là đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của con là đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của con là đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của con là đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của con là đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của con là đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của con là đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của con là đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của con là đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Để có khó nạn đang thương ngồi Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Để có khó nạn đang thương ngồi Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Để có khó nạn đang thương ngồi Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Tăng, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Tăng, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Tăng, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ tay Thiên Chúa Giêsu là nguồn mặt lòng Chúa thương xót. Chúng con trông cậy nơi này. Ôi máu và nước tuôn ra từ tay Thiên Chúa Giêsu là nguồn mặt lòng Chúa thương xót. Chúng con trông cậy nơi này. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, ngài ngồi mặt lòng Chúa thương xót. Chúng con trông cậy nơi này. Đại Cha, đừng đầy lòng trắc ẩn, đừng duy nhất tốt lành. Chúng con chạy đến và xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi chúng con to lớn và sự tu phạm thì quá nhiều, chúng con vẫn xin tha và lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là Đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào xin tha hoàng Cha mà bị thất vọng. Lại Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét chúng con. Cha không bao giờ từ chối khi chúng con không hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha. Nay mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với chúng con rằng, thà rằng trời đất này diễn ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấm ủ một linh hồn tinh tha. Lạy Chúa Giêsu, là bàn tri vị của những trai tiên đã loi cô độc, cho là thiên đàng, là đứng cô rồi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền, giờ biển qua mang nghi nại, cho là anh sai chia soi bơ đường con đi, cho là tất cả của mọi linh hồn cô độc, Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và trong nhân một gian ni tốt lành, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa những minh đặc trong tâm hồn và thể xác của chúng con và của gia đình chúng con. Chúng con cậy nhờ danh quyền năng của Chúa Giêsu, cậy nhờ máu và nước vô độ của Chúa tôn chạy trên chúng con và những vết thương và chữa lành cho chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tâm hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ tay Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của mẹ Maria Dân Thanh, mẹ Chúa. Qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiêm thăng mọi thế lực tác thẳng trên thế gian. Xin cho những ai khi sủng kinh lòng thương xót của Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hằng sống và viên trị muôn đời,
Amen. Tuần cố nhật kính lòng thương xót Chúa ngày thứ bảy. Cầu cho những linh hồn tụng kính và làm sáng danh lòng thương xót Chúa. Hôm nay con hãy dâng lên ta những linh hồn tụng kính ta một cách đặc biệt và làm sáng danh lòng thương xót của ta. Họ đã cảm nhận được sự đau khổ trong cuộc khó thương khó của ta. Họ là hình ảnh sống động của trái tim từ bi ta. Họ sẽ sống lời đặc biệt ở đời sau. Không một ai bị rơi vào quả ngục. Ta sẽ vào chữa trái tim cho từng người trong giờ năm chung. Lại Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, trái tim Chúa là nguồn mến yêu. Xin trái tim từ bi Chúa gia trợ các linh hồn hằng ca ngợi và từng kính làm tha nhân của Chúa. Để nhờ chính quyền năng Chúa, họ mặc sức và dựng tiếng giữa những cơn đau khổ và hoạn nạn. Những linh hồn này kết hợp với Chúa để mang danh lời chân giai họ. Khi từ giả đời này, họ sẽ không bị phán xét bằng sự công chính. Trái lại, lòng thương xót của Chúa sẽ bao trùm lấy họ. Đại ca hành hổ, xin ca đó thương những người sùng kính cùng làm sáng trên lòng thương xót vô biên của cha. Họ đã được che chở trong trái tim từ bi Chúa Giêsu. Họ là phúc âm sống đời, bàn tay họ chứa đầy những nghĩa cử nhân hậu và trí óc họ luôn đầy niềm quan phân quan ca ngợi lòng thương xót của cha. Ôi lại đến tối cao, con gian này cha hãy đủ lòng thương xót. Và họ đã trông cậy và tin tưởng nơi cha. Xin cha thực hiện lời hứa của Chúa Giêsu, Đức Thánh ta sẽ bảo vệ họ như bảo vệ vinh quang ta trong suốt cuộc sống họ và các kia trong giờ năm chung, bởi vì họ là những tâm hồn sùng kính đọc thương xót bao la không cùng của cha. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu dịu ngọt là đấng cứu chuộc loài người, xin Chúa đoái nhìn chúng con đang thiên muôn chức sắp người chưa hoàn thờ Chúa. Chúng con là người của Chúa, cùng muôn thuộc về Chúa và để kết hiệp cùng Chúa bền vững hơn, thì hôm nay mỗi người chúng con tự ý dâng mình cho rất thánh trái tim Chúa. Có nhiều người không hề biết Chúa, là nhiều kẻ tin mặn điều danh Chúa và cơ từ Chúa. Lạy Đức Chúa Giêsu nhân từ, xin hãy thương xót cả hai và đưa dẫn mọi người trở về cùng rất thánh trái tim Chúa. Lạy Chúa, xin hãy làm vua cai trị bằng những người tin hữu không bao giờ xa Chúa, mà là những con hoang đàn đã từ bỏ Chúa. Cúi xin Chúa hãy làm cho những kẻ ấy được tìm trở về nhà cha, kéo phải lần than đôi khác mà chết. Xin Chúa hãy làm vua những kẻ đang sống trong một lạc hay bởi bất thuận mà đã rời xa Chúa. Xin hãy đưa về cửa chân thật cùng một đức tin, hầu trong nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên. Lạy Chúa, xin hãy ban cho hội thánh được bình yên vững chắc hơi hơi. Xin hãy ban cho muôn dân trật tự hòa bình. Xin làm cho từ Bắc Chí Nam được vang dội một tiếng ngợi khen trái tim Chúa, vì đã mua chuộc ơn cứu rỗi cho chúng con. Tăng ca sáng danh Chúa đời đời. Amen. Sách sử viên liên hai chương 17 câu 1, chương 15 câu 1 đến 19. Lời kêu gọi của Azariah và cuộc cải cách. Được thần khí của Thiên Chúa thúc đẩy, ông Azariah con ông Edes ra đón vua Asa và thưa: Xin vua Asa và toàn thể Juda cùng Benjamin hãy nghe tôi. Đức Chúa ở với các ngài, khi các ngài ở với Đức Chúa
Nếu các ngài tìm kiếm Đức Chúa, người sẽ cho các ngài được gặp. Còn nếu các ngài lìa bỏ Đức Chúa sẽ lìa bỏ các ngài. Một thời gian dài, Israel đã không có Thiên Chúa thật, không có tư tế nhà bảo, cũng chẳng có người lực. Nhưng trong cơn vận mắt, Israel đã trở về với Đức Chúa. Thiên Chúa của mình đã tìm kiếm người và người đã cho gặp. Trong thời gian ấy, kẻ gian người giàu đều không được bình an, vì trong đây nhìn nắng đã đổ trên tất cả như cư dân đã tắm nước. Gian này đất nọ, thành này thành khác đã lẫn nhau ác liệt, vì Thiên Chúa đã dùng đủ mọi thứ phúc mẫn làm cho chúng tán loạn. Nhưng các ngài cứ can đảm lên, đừng để cho tay mình cũng rụng, vì công lao của các ngài sẽ được đền đáp. Khi vua Ê-sa nghe biết những điều ấy và lời của ngôn sứ A-giác-gia-hu con ông Ô-đét, thì vua được khen can đảm. Vua liền dẹp bỏ các đồ ghê tởm khỏi toàn cõi Giu-đa và Ben-gia-min, khỏi các thành vua và chiếm được trong vùng núi Ê-phra-im, rồi làm mới lại bàn thờ Đức Chúa ở trên tiền đình của Đức Chúa. Vua tập hợp mọi người Giu-đa và Ben-gia-min cùng những người thuộc Ê-phra-im, Mơ-na-xê và Si-mê-ôn cư trú giữa họ. Quả thật có nhiều người đã bỏ Israel mà ngã theo vua. Khi thấy Đức Chúa, Thiên Chúa vua thờ ở giới vua, họ tập hợp ở Jerusalem vào tháng thứ ba, năm thứ 15 triều vua Asa. Ngày hôm ấy họ lấy một phần chiến lợi phẩm đã mang về gồm 700 con bò, 7.000 con kia đang sát tế dâng Đức Chúa. Họ lấy giao ước mà cam kết sẽ đem hết tâm hồn tìm kiếm Đức Chúa, Thiên Chúa của cha anh họ. Bất cứ ai không tìm kiếm Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel sẽ phải chết, dù là trẻ nhỏ hay người lớn, đàn ông hay đàn bà. Họ lớn tiếng thề với Đức Chúa như vậy, rồi họ ra thổi kèn và rút tù và in ỏi. Toàn thể Giu-đa phấn khởi vui mừng về lời thề đó, và họ đã đem hết cả tâm tình của họ mà thề. Họ hoàn toàn tự nguyện tìm kiếm Đức Chúa, và người đã cho họ được gặp người, Đức Chúa cũng cho họ được tư về yên ổn. Ngay cả bà nội của vua A-sa, nào Ma-a-sa, cũng bị vua cắt chức quốc mẫu, vì bà đã làm một việc kinh tởm. Kính thần Ê-xê-ra, vua A-sa phá hủy và kinh tởm đó, phán nhiễm rồi đem đốt trong thung lũng Chiết Tôn. Các thơ cao tuy chưa biết khỏi xa, chưa biết khỏi xa em, nhưng vua A-sa dặn suốt đời trọng tình vẹn nghĩa. Vua đưa vào đền thờ Thiên Chúa các vật thánh mà vua cha cũng như chính vua dương cúng, bạc vàng và các vật dụng. Không có cuộc giao tranh nào nữa cho đến năm thứ 35 triều vua A-sa. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con được danh Cha đặc xá, nước Cha chỉ đến đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha chúng con hôm nay ơn thật hàng ngày và thương ở chúng con, như chúng con cũng thay chẳng có người chúng con. Xin Cha để chúng con coi trước căn dỗ, nhưng cứu chúng con trong mọi sự dữ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria đứng lễ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội. Khi nay vào trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy nhờ danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Lung Cố Đa Minh, linh hồn Philomena, linh hồn Brian, linh hồn Zero, linh hồn Tùng và các linh hồn mới qua đời cùng các đặc linh hồn được lên chỗ nghỉ ngơi. Hẳn xem thay mặt Đức Chúa Trời sang áng vui vẻ vô cùng. Amen. Phép làm một mang coi. Nam tử thương, thánh nhất khi rằng Đức Chúa Giêsu lau bộ lũ mở hơi máu, ta không cho được an năng tội nhân. Ý chỉ cầu cho thế giới, cho Đức Thánh Cha và các linh mục. Xin Chúa bị giữ thế giới này vì bị giữ giáo hội của Chúa. Xin Chúa bị giữ linh mục Phê Rô Lê Thanh Quang, linh mục Phê Rô Lê Anh Tài, linh mục Thánh Lô, linh mục Công Minh, thầy Nam, thầy An Lô, trong vòng tay quan thần của Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha toàn xa, nơi Cha chỉ đen, ý Cha thể hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chúng con dỗ ơn đưa chúng con cho khỏi sự. Amen. Kính mừng Maria để ơn con đi cơ trời ở cùng bà. Bà con hút lá con người đỡ ngoại đi sư con đồng bà con phúc hạ. Thay Maria đức mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con làm kẻ con phục vụ khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria để ấm con đi chưa trở lại cùng bà con phúc lê ấm con mẹ nữ và đi thương con gặp bà gồm phúc lạ. Thanh Maria đức mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là một con tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria để ấm con đi chưa trở lại cùng bà con phúc lê ấm con mẹ nữ và đi thương con gặp bà gồm phúc lạ. Thanh Maria đức mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria để ấm phúc đến chúa trời cùng bà con phúc lành con người nữ và yêu thương con đồng bà con phúc lạ. Thanh Maria đức mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria để ấm phúc đến chúa trời cùng bà con phúc lành con người nữ và yên tâm quay lòng bà gồm phúc lạ. Thay Maria đức mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria để ấm phúc đến chúa trời cùng bà con phúc lạ con người nữ và yên tâm quay lòng bà gồm phúc lạ. Thanh Maria đức mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria để ấm phúc đến chúa trời cùng bà con phúc lắm con người nữ và yêu thương con lòng bà gồm phúc lạ. Thanh Maria đức mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria để ấm phúc đến chúa trời cùng bà con phúc lắm con người nữ và yêu thương con lòng bà gồm phúc lạ. Thay Maria đức mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria để ấm phúc đến chúa trời cùng bà con phúc lành mọi người nữ và yêu thương con lòng bà gồm phúc lạ. Thay Maria đức mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria để ấm phúc đến chúa trời cùng bà con phúc lành mọi người nữ và yêu thương con lòng bà gồm phúc lạ. Thay Maria đức mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con làm kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cây vị danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn ông cố Đa Minh, linh hồn Phê Rô, linh hồn Phi Lao, Phi Lô Mi Na, linh hồn Ra Hình, linh hồn Tùng và các linh hồn mới qua đời cùng các đảng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hãy cùng thay mà đến ngôi trời, sáng lắm vui vẻ vô cùng. Amen.
Giê-xu chịu đánh đòn, các hãy xin cho được các người chịu khó bằng lòng. Ý chỉ cầu cho các linh hồn cha mẹ tổ tiên nội ngoại hai bên, các linh hồn mồ côi, thai nhi và tất cả linh hồn. Xin Chúa thanh tẩy chữa lành và giải thoát chúng con và anh chị em chúng con. Cùng xin dẫn dắt tất cả chúng con trung thành trên đường chuẩn lành theo bước chân cha. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha tại sáng, đức cha chí tế, đi cha thể hiện từ đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con ngay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con. Ngay trong con bệnh mang, trả con nợ chúng con. Xin cha để chúng con sang chương thanh chỗ, như cô chúng con cho hồi sự hiểu. Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà được phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là mẹ con tôi, khi nay bà trong giờ năm tử. Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà được phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là trẻ con tôi, khi nay và trong giờ năm tử. Amen. Tin mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lớn hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là trẻ con tôi, khi nay và trong giờ năm tử. Amen. Tin mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lớn hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là trẻ con tôi, khi nay và trong giờ năm tử. Amen. Tin mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lớn hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là trẻ con tôi, khi nay và trong giờ năm tử. Amen. Tin mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lớn hơn mọi người nữ, và Giê-xu phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là trẻ con tôi, khi nay và trong giờ năm tử. Amen. Tin mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lớn hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là trẻ con tôi, khi nay và trong giờ năm tử. Amen. Tin mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lớn hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là trẻ con tôi, khi nay và trong giờ năm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là trẻ con tôi, khi nay và trong giờ năm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là trẻ con tôi, khi nay và trong giờ năm tử. Amen. Tăng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy nhờ danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn ông Cố Đăng Ni, linh hồn Philomena, linh hồn Ryan, linh hồn Cheryl, linh hồn Tùng và các linh hồn mới qua đời cùng các cảm linh hồn được lên chỗ nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời xa lắm vui vẻ vô cùng. Amen. Thứ ba thì ở Đức Chúa Giêsu chịu đòi mão gai, ta sinh ra được chịu mọi sự sử dụng bằng lòng lý trí, cầu cho các gia đình của các sinh thành nhỏ được bình an thần hồn cũng như lành mạnh thần thể xác. Xin Chúa thanh tẩy chữa lành và giải thoát chúng con và anh chị em chúng con. Còn xin dẫn dắt tất cả chúng con trung thành trên đường chọn lành theo bước chân cha. Xin Chúa chữa lành cho ông Cố, anh chị Trung, chị Thị Dương, bà thân cháu Thịnh, Vi Lan, chị Trinh Ninh, gia đình Liên, Nguyễn, gia đình anh Lương, gia đình chị Thanh, chị Thu, chú Tiệp, gia đình chị Yến, gia đình chị Huệ, gia đình anh Long, em Đức, gia đình anh Phước Trinh,
Gia đình anh Hoàng, bác Phong, Minh Tân, anh Riêu, anh Cường, anh Thức, Minh Tú, Minh Triết, anh Phước Tiều, anh Rê Ngô, Trung Đặng, chú Dũng, chị Hạnh, cô Phương Vũ, gia đình chị Hoa, anh Hùng, chị Tâm, con anh Phong Sinh, gia đình chị Văn, gia đình chị Trang Nguyễn, anh Mẫn, gia đình cô Thương, gia đình Trang, gia đình chị Tuyền, gia đình chị Trang Thịnh, gia đình anh Định, chị Mỹ Hương, em Trí, anh Michael, gia đình chị Yuri, gia đình chị An Hà, gia đình chúng Quang, cùng tất cả, cùng cô nhà, cùng gia đình. Xin tạ Chúa đã chữa lành và ban ơn cho bé Vinh Sinh, bé Hôi An, em Xuân, chú Tự, em chú và toàn thể gia đình đi thầy nhỏ chúng con. Các riêng đặc biệt chúng con xin Chúa đón xương ban ơn quán cải bình an trên những người đang trong cơn hấp hối. Đại trang chúng con ở trên trời, chúng con mẹ kinh trang tạm sang, nước cha trị đêm, ký trang đại diện cho đó cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay ân thực thần này và tha lỗi chúng con như chúng con cũng tha kẻ con lỗi chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cam gỡ ơn nhìn kêu chúng con cho khỏi sự sự Amen. Xin mừng Maria đại ông phong đây chơi trời cùng bà con Phong La, con người nữ và đi sư quan nằm bà vùng Phong La. Thay Maria đức mẹ chơi trời cùng cho chúng con là kẻ con tội khi nay và trong giờ đông tử Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phô tê cho trời cùng bà con hôn la, con người nữ và Giê-xu quay lòng bà ruộng hôn la. Thanh Maria đức mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là tội con tội khi nay và trong giờ đất tử. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phô tê cho trời cùng bà con hôn la, con người nữ và Giê-xu quay lòng bà ruộng hôn la. Thánh Maria đức mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ đất tử. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc đến Chúa trời ở cùng bà con phúc lành con người nữ và đi sơ con lòng bà gồm phúc lành. Thánh Maria đức mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ đất tử. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc đến Chúa trời ở cùng bà con phúc lành con người nữ và đi sơ con lòng bà gồm phúc lành. Thánh Maria đức mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ đất tử. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc đến Chúa trời ở cùng bà con phúc lành con người nữ và đi sơ con lòng bà gồm phúc lành. Thánh Maria đức mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ đất tử. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc đến Chúa trời ở cùng bà con phúc lành con người nữ và đi sơ con lòng bà gồm phúc lành. Thánh Maria đức mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ đất tử. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc đến Chúa trời ở cùng bà con phúc lành con người nữ và đi sơ con lòng bà gồm phúc lành. Thánh Maria đức mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ đất tử. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc đến Chúa trời ở cùng bà con phúc lành con người nữ và đi sơ con lòng bà gồm phúc lành. Thánh Maria đức mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ đất tử. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc đến Chúa trời ở cùng bà con phúc lành con người nữ và đi sơ con lòng bà gồm phúc lành. Thánh Maria đức mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ đất tử. Amen. Sáng đến đức Chúa Cha và đến Chúa Con và đến Chúa Thánh Thần. Người đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cai vì danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn ông cố đa minh, linh hồn Phêrô, linh hồn Philomena, linh hồn ra đời, linh hồn tù và các linh hồn mới qua đời cùng các đẳng linh hồn được lên chống nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt đến Chúa trời, sáng đang vui vẻ vô cùng. Amen. Thưa bố thì ngắm Đức Chúa Giêsu bắt cây thanh ra, tái sinh tử bắt thanh ra, tái sinh Chúa. Ý chỉ cầu cho các bệnh nhân bị khôn dịch mau khỏi bệnh.
và giúp họ tìm được bình an trong sự quan phòng của Chúa. Xin Chúa hãy tẩy chữa lành và giải thoát chúng con và anh chị em chúng con. Cùng xin dẫn dắt tất cả chúng con trung thành trên đường chọn lành theo bước chân Cha. Thánh Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay ăn cơm hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con sai chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người, được đưa bà Giêsu con lòng bà được phúc lạ. Thánh Maria đến nay Chúa Trời còn cho chúng con là kẻ con tội, khi nay và trong giờ mất tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người, được bà Giêsu con lòng bà được phúc lạ. Thánh Maria đến nay Chúa Trời còn cho chúng con là kẻ con tội, khi nay và trong giờ mất tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria đến nay Chúa Trời còn cho chúng con là kẻ con tội, khi nay và trong giờ mất tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria đừng lấy Chúa Trời còn cho chúng con là kẻ con tội, khi nay và trong giờ mất tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria đừng lấy Chúa Trời còn cho chúng con là kẻ con tội, khi nay và trong giờ mất tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria đừng lấy Chúa Trời còn cho chúng con là kẻ con tội, khi nay và trong giờ mất tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria đừng lấy Chúa Trời còn cho chúng con là kẻ con tội, khi nay và trong giờ mất tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria đừng lấy Chúa Trời còn cho chúng con là kẻ con tội, khi nay và trong giờ mất tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria đừng lấy Chúa Trời còn cho chúng con là kẻ con tội, khi nay và trong giờ mất tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria đừng lấy Chúa Trời còn cho chúng con là kẻ con tội, khi nay và trong giờ mất tử. Amen. Tăng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và nay nhờ và làm con và đời đời chấm cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn ông Cố Đa Minh, linh hồn Phi Lovina, linh hồn Brian, linh hồn Pedro, linh hồn Tùng và các linh hồn mới qua đời cùng các đặng linh hồn trên chốn nghỉ ngơi. Hằng sáng thay mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.